giống như 10 năm những đức đi xuống đây, hơn 10 năm. Thì cái người mà biết những đức và họ không đến đây nữa thì cũng nhiều lắm, nhưng rồi họ cũng trở lại. Họ cũng trở lại. Và khi họ trở lại là họ cố gắng lắm. Biết vì sao? Vì thời gian họ đi những đức lên 2 phần, thì khi họ đến những đức lại lên tới 3 phần. Đó, cái đó đó nên người ta thấy hay, cái pháp này hay, nên người ta chú tâm để người ta tu. Nên ai người ta không đến cứ kệ người ta. Quý vị cứ gầy dựng. Người ta đi vòng giết người ta mỏi chân, cuối cùng người ta cũng dừng chân. Vì sao gọi là mạt pháp? À, có một câu những đức ghi quý vị: ít có người tâm tu cầu giải thoát nên gọi là mạt pháp. À, cái giáo pháp của Đức Phật, nếu như mỗi người tu đều gầy dựng cái tâm cầu giải thoát thì không phải là mạt pháp. Nhưng nếu nhìn nhiều người đi tu mà không có tâm giải thoát thì là mạt pháp. Giáo pháp Đức Phật cũng như Đức Phật đưa ra một món ăn vậy đó. Thí dụ như giờ mình đưa ra món ăn mà có người ăn thì gọi là món ăn này được ta tiếp nhận. Còn nếu như mà đưa ra món ăn này mà giờ không ai ăn thì món ăn này để đem đi bỏ. Đem món ăn làm gì nãy giờ, đúng không? Đó. Nên chúng ta tiếp nhận Phật pháp. Nếu như tu học mà không có lợi ích gì, tu học làm gì? Bỏ công chỉ cho nó cực thêm. Nên tu học thì phải có lợi ích. Và cái lợi ích đó là chính bản thân chúng ta tu học thì bản thân của mình cũng sửa đổi lỗi lầm được rất là nhiều. Nên mình mới đi đến đây mình tu học. Bây giờ mình tu học mà bây giờ mình không có lợi ích gì trên tu học chi đây. Rồi mình tu học mà càng tu càng buồn. Tu làm gì? Thấy không? Mình càng tu thì mình càng vui thì mình mới thích tu. Rồi Phật pháp thì giải quyết được những vấn đề khổ đau trong cuộc đời thì mình mới áp dụng. Thế nếu như mà mình học Phật mà bây giờ khi gặp sự khổ đau thì Phật pháp có giải quyết được cái gì chứ? Vì chúng ta nói Phật pháp hay hay chỗ nào? Thí dụ như chùa chúng ta trong cái mùa dịch bệnh, như vậy thấy người ta đem Phật pháp ta áp dụng thì lợi ích rõ ràng chưa? Tại chùa vẫn sống bình yên, vài trăm người sống bình thường, không có trở ngại gì hết. Người nào cũng ổn định, vui vẻ, hoan hỷ. Nên từ nơi đó thì Phật pháp nó mới hay. Đúng quý vị? Còn bây giờ nhiều người chúng ta cũng được gặp Phật pháp, nhưng gặp sự cố gì cái mình không giải quyết được vấn đề. Mỗi ngày cũng là nghe pháp đó. Nói mỗi ngày cũng là niệm Phật lễ Phật, nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Là từ ngay chỗ nào? Là từ ngay chỗ quý vị không xác thực áp dụng Phật pháp. Thấy không? Âm thanh nó khó giảng quá. Lo bình thường hay ghê này. Vang lỗ tai chịu không nổi luôn. Nên quá sát lỗ tai, điếc lỗ tai sao giảng. Lúc bình thường ta chỉnh nó ổn định luôn, tự nhiên
thảy xác đôi tay chịu không nổi. Nên khó giảng vì thế. Những Đức lên thì Đức đọc quên luôn, tại vì âm thanh nó không giảng được, nó vang 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 vang. Nó để đi mấy chú, để cho người ta chỉnh âm thanh đấy, đừng có đụng. Nên những Đức mà thường làm cái gì quý vị, nó đặc biệt ngay chỗ là những Đức gầy dựng hoài quý vị ơi. Chứ nó không có thay đổi hoài. Cả cái lo bữa nay mà bên ngoài cũng âm thanh nó khác. Những Đức cái bên kia những Đức niệm Phật chung với quý vị mà âm thanh sao những Đức biết hết trơn. Nó khác mỗi ngày bình thường. Nó gì đâu mà nó phóng lớn quá trời lớn. Lớn quá cũng khó quý vị. Lớn quá cũng khó nghe. Giỡn đâu. Thấy không? Làm buổi giảng người ta hư. Người ta đang giảng vậy làm buổi giảng người ta hư. Thấy không? Đó, thấy chưa? Không phải đơn giản đâu. Nên cái người chỉnh âm thanh lỗ tai phải nghe nó chuẩn lắm. Nhưng Đức không có trách nhiệm phát vì lỗ tai ông nghe không rõ. Ông nghe không có được, cái lỗ tai ông nghe không được rõ. Nên từ nơi đó mà thường ngày cái lo vừa vừa thôi, nay gì đâu mà. Nó càng chỉnh nó càng vang luôn rồi đó, hết và hết giảng được luôn rồi đó, thấy không? Cho nên mỗi người chúng ta quý vị, khi mình tiếp nhận Phật pháp đó, thấy không? Nên cái đặc biệt của quý vị là duy trì được một phương pháp tu. Cái duy trì được một phương pháp tu là nó cực kỳ quan trọng. Quý vị coi những Đức ăn một món ăn mười mấy năm ăn không ngán. Càng ăn càng thích thú quý vị. Càng ăn càng thích. Tại vì sao? Vì món ăn này người ta ăn người ta tiêu hóa được. Món ăn ta ăn người ta tiêu hóa được. Chứ bây giờ mà ăn mà không tiêu hóa được thì nó ứ chứ sao bây giờ. Nên có nhiều người mình học Phật mà vì sao mà mình học càng chát. Mình không tiêu hóa được, mình bị ứ. Nên quý vị biết rằng Phật pháp một số câu thôi là chúng ta cứ áp dụng hoài. Thí dụ như kiên tịnh độ này là bài chiên, một cái chiên là gầy dựng nha. Dù ai nói gì cũng không dao động tâm, gầy dựng tín nguyện đó quý vị. Chiên và gầy dựng tín nguyện, cả đời bám chắc ngay câu Phật hiệu, chân thật mà niệm. Có những sự việc trong cuộc đời thuận nghịch, mình cứ niệm Phật đi. Chắc chắn quý vị, nhiều việc nó sẽ qua hết. Qua hết chưa? Hôm qua những Đức gặp một ông này, ông nói con thường nghe thầy giảng pháp lắm thầy, nhưng mà sao con có cái bệnh là con sợ chết lắm thầy. Thì đây những Đức viết một câu: khi bị bệnh sợ chết có trị được hay không? Nếu sợ chết mà trị được bệnh thì sợ đi. Còn này sợ chết nó làm mình còn lo thêm, không giải quyết được vấn đề mà còn lo thêm. Đúng không? Nó không giải quyết được vấn đề gì hết quý vị. Tắt cái lo cái bên này luôn đi. Nên á, bị bệnh sợ chết nó không trị được bệnh, mà nó còn làm mình bệnh thêm. Vì cái bệnh sợ, cái bệnh sợ nó làm cho mình bất an, ăn không ngon ngủ không yên, nó làm mình sợ quá. Nên từ nơi đó mà giết rồi bản thân mình cứ bị hao hết năng lượng, xanh xao vàng giọt hết. Người vợ nói: tàu thầy ơi, thầy ông sợ dữ lắm thầy ơi,
Có khi xỉu lên xỉu xuống, sợ dữ lắm. Bệnh tim mà còn sợ nhiều. Nhưng Đức nói với vị nghe nghe, đừng sợ chết. Tại vì khi nó đến lúc chết là nó phải chết. Đến lúc chết thì nó phải chết. Quý vị biết rằng là những có những câu mà những Đức giảng quý vị, nó rất là đơn giản luôn, nhưng nếu quý vị mà áp dụng quá, vỗ tay ít thôi thì vỗ tay hoài như Đức giảng không được, đúng không? Câu nào nhắn cái thôi làm liền liền cho Đức kỹ giảng luôn quá. Nên á, có những câu rất đơn giản mà những Đức á, mà chia sẻ mà quý vị mà áp dụng là quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Những câu rất đơn giản nhưng những Đức nói với quý vị nghe, trong cái cõi đời này cái câu những Đức nói nó thô thô mà nó lạ lắm. Quý vị mà không có mặt chai mài đá thì đố quý vị sống trong cuộc đời này thành công chắc chắn quý vị luôn. Tại vì sao? Quý vị quá dễ bị kích động, dễ bị kích động quá. Ai chỉ cần nói một cái gì là quý vị bị kích động liền. Thì quý vị trong cuộc đời này quý vị bị người ta dẫn dắt. Tại vì sao quý vị dễ bị kích động biết không? Tại vì quý vị không có mục tiêu. Quý vị không có mục tiêu rõ ràng. Nên người ta kích đầu này quý vị động đầu này, người ta kích đầu kia quý vị động đầu kia. Cuối cùng người ta dẫn quý vị đi tứ tung lang thang. Còn quý vị mà biết cái người mà nhìn họ giống chai lì để biết vì sao? Vì họ có mục tiêu rất rõ ràng. Chứ không phải tầm thường đâu nghe quý vị. Như một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tới trong mơ mà còn có người gặp những Đức nói sao ông cứ khuyên ta niệm Phật hoài, sao ông khuyên cái khác, thấy không? Mà những Đức cứ gầy dựng hoài, cứ gầy dựng hoài, cứ lì hoài, thì quý vị thấy những Đức có cái thành công. Có cái thành công. Cái đặc biệt của quý vị là thường ngày quý vị phải rèn luyện, ga chặn không bao giờ thất bại. Vì thấy không, lễ lọc bao nhiêu buổi, không có chương trình nào mà những Đức bị thất bại. Nếu như quý vị gầy dựng cả đời mà như vậy thì cuộc đời của người quý vị luôn luôn tự tin. Những Đức thấy đa phần con người ta bị cái bệnh này nè quý vị, thường ngày không chịu gầy dựng đâu, nhưng khi đụng chuyện rồi mới gầy dựng thì người ta thất bại. Ví dụ như Đức thường thấy người ta làm bất cứ chuyện gì cũng như là thường cái gì. Ồ cái này bình thường quá, thôi không cần thiết phải để ý tới. Cái này nè quan trọng nè, cái này quan trọng nè, phải chú ý nè. Bậy. Bây giờ những Đức giảng 10 phút những Đức cũng giảng hết lòng, mà nửa tiếng cũng hết lòng, một tiếng cũng hết lòng, mà hai tiếng cũng hết lòng, bao nhiêu thời gian cũng hết lòng, một mình cũng hết lòng, mà một người cũng hết lòng, bao nhiêu người những Đức cũng hết lòng. Nên những Đức đụng lúc nào những Đức cũng là như vậy. Cái quan trọng là ngay chỗ đó quý vị. Quan trọng là ngay bản thân của mình. Khi quý vị làm một cái gì, quý vị phải làm sao một cái việc nhỏ nhất cũng phải hết lòng hết dạ, thì quý vị rất là giỏi. Sợ có một cái là bị chờ cơ hội bị mới hết lòng. Bậy quá. Chờ cơ hội mới hết lòng quý vị quá bậy rồi. Khi đụng chuyện là quý vị sẽ bị hụt hẳn. Đụng chuyện là hụt hẳn. Nên thường ngày mình chân thật niệm Phật, khi mà mình cuối đời mình cũng là cái con số này, thì làm gì quý vị sợ cái chuyện mà cuối cuộc đời Phật A Di Đà không rước mình, đúng không? Nếu như mỗi một người mà gặp Pháp Môn Tịnh Độ này mà đều tin và chân thật mà niệm, thì những Đức xin thưa với quý vị,
không phải là mạt pháp đâu, mà mình đang sống trong chánh pháp. Vì sao? Vì mình mỗi ngày mình đã tin vào lời Phật dạy chỉ điểm, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, nên mình nhắm ngay câu Phật hiệu này mình niệm, mình chân thật niệm câu Phật hiệu này thì không bao giờ có cái chuyện thờ mạt pháp. Tại vì nhiều cái pháp khác mà mình tu mà mình không có được cái thành tựu, mình không được một đời giải thoát, mà rất nhiều người tu mà người ta tu các pháp khác, người ta không tin cái pháp môn tịnh độ này, nên mới gọi là mạt pháp. Đúng không? Bây giờ quý vị cứ để ý nè, ngay một ông thầy, ông đâu có trình độ gì đâu, chỉ có một câu Phật hiệu ông niệm hoài thôi, mà quý vị thấy làm bao nhiêu chuyện. Nếu như mỗi một ông thầy, có khi những đức nói câu này, người ta nói ông thì ông có duyên quá ông. Nhưng mà ý những đức nói, nếu như nhiều người thầy mà như vậy thì Phật pháp đâu có suy gì, đúng không? Không có suy đâu. Bây giờ quý vị coi như mỗi tuần chủ nhật mà người ta về đông đúc gì, chùa mình bây giờ mà nói thiệt chứ, hai bên cánh này mà mở ra thì nó càng đông thêm. Bây giờ nhiều người, người ta về người ta không có chỗ ngồi nè, nên số lượng nó dừng lại như vậy. Bây giờ nó cứ nhét, nó chẹt, quý vị hiểu không? Thì quý vị thấy, ủa, tại sao cái pháp tu nó đặc biệt như vậy mà sao người ta không áp dụng chẳng? Là vì sao? Vì mạt pháp. Chúng ta phải xác thực để trong cuộc đời này chúng ta không bị cái giả nó lôi kép, nó buộc ràng. Vậy thì cuộc đời tu hành của mình nó mới có kết quả. Quý vị thấy, những đức bây giờ cũng lên cái đà danh vọng cao. Nhưng quý vị thấy những đức vẫn là một con người bình thường. Bình thường ngay cái là đơn giản, gần gũi mọi người. Mình không có cao xa thì mình mới tồn tại lâu dài. Thấy không? Không có cao xa thì mới tồn tại lâu dài. Nên những đức mong quý vị, nếu như quý vị là người quý mến những đức, nên đem Phật pháp áp dụng vô cuộc đời của mình, áp dụng trong cái gia đình của mình, áp dụng trong mỗi tầng lớp xã hội. Vậy thì quý vị đang hưng khởi Phật pháp, đi đến chánh pháp. Đó, nó phải mạt pháp đâu. Đó. Nên á, có những cái chính bản thân mình làm, bản thân mình thấy nó sai, nhưng mà tại sao mình cứ làm hoài chứ hả? Không lẽ bao nhiêu năm mình đi đến chùa, chúng ta cũng nghe ông thầy giảng phương tiện này kia, không lẽ chúng ta cứ là chơi trò chơi vượt bậc nhau hoài sao? Mà vượt bậc phải chi vui, không nói chi này còn tạo ra phiền não nữa. Nó nên từ nơi đó nên suy nghĩ cho thật là kỹ. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu bạn ơi. Tôi mỗi ngày thì tôi cũng bồi dưỡng niềm vui của tôi à. Tôi làm sao mà tích tụ nguồn năng lượng cho bản thân tôi nhiều nhất à? Thì quý vị cũng phải như vậy. Đừng có nói tôi vì ai mà để hao năng lượng cho của tôi. Làm sao mà bản thân tôi đi chia năng lượng cho người khác? Tôi không bao giờ hao năng lượng. Vậy thì quý vị quá đặc biệt rồi, đúng không? Đó. Nên á, nhận thức cho thật là sâu sắc. Thật sự mà nói những đức giảng là vạch rõ ra hết trơn rồi, nhưng mà chúng ta không làm. Mình đã không làm mà nói còn quý thầy, quý thầy lắm, quý. Cùng đường mà khác lối, có quý nhau thì cũng không gặp nhau ở điểm dừng chúng ta đang chọn. Thấy không? Nên làm sao mà đi với nhau cả đời nó mới đặc biệt.
Nên có những cái hy sinh thầm lặng, nhưng mà nó lại rất đặc biệt, còn hơn là hy sinh trước mặt. Nhớ nghe quý vị, trong đây những đức tin rằng chắc cũng có những người cũng nhiệt liệt hộ trì những đức mà thầm lặng ở đâu phía sau lưng, chứ không giỡn đâu. Ừ, họ bao nhiêu năm nay đi đến đây nghe những đức giảng, họ cũng nhìn được hết sự việc của tổng thể hoàn cảnh. Mỗi một con người tự biết chọn vị trí của chính mình, đó là khéo nhất thôi. Thấy không? Đó. Nên thí dụ như có những người mà có nhận thức sâu sắc, có khi lâu lâu gặp những đức, họ lại nói vài câu thôi, không nói gì nhiều, chứ mình gặp họ là mình biết họ có công phu tu hành. Tại vì sao? Nhấn mạnh ngay câu A Di Phật niệm đến cùng. Con người này niệm Phật giết rồi từ từ nó không còn văn tự gì luôn, thì đạt rồi. Nó không còn văn tự gì hết. Bây giờ mà quý vị hỏi những đức, nếu bây giờ mà đi vào chỗ mà đấu đá với nhau, thầy có đấu đá không thầy? Không dám hông đâu. Tôi mà đấu đá thì đố ai đá lỡ tôi, hiểu không? Tôi đấu đá đúng nơi đúng chỗ. Đấu đá vì mục đích gì? Vì ai? Còn nếu mà vì tôi thì tôi khỏi đi, bước qua bên tôi khỏi cần suy nghĩ tới thì mất công mệt đi, tại vì mình hiểu rồi. Còn nếu như đấu đá mà vì mọi người, vì mục tiêu gì mình nhận thức được, thì tôi làm tới luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Làm tới luôn á. Nhưng mà nó không có cái gì mà gọi là vì người chứ, thì chúng ta không có cần thiết gì để hơn thua nhau, chỉ cho nó mệt, để mình sống với ngày tháng, cho tâm trạng mình nó thoải mái, cho nó khỏe. Nó nên quý vị lỡ chùa tu lỡ làm sao, mà càng lỡ tu nó càng thấy thích. Nó thích nhất là cái gì biết không? Thích nhất là trong Phật Pháp, thích nhất là cái này nè, là quý vị học Phật Pháp, quý vị nhìn rõ ràng sự việc của nó. Nó không phải là mình nói rằng mình đi đến chỗ đông người mà lộn xộn, mà ở trong chỗ lộn xộn mà mình không lộn xộn. Đó, ở trong chỗ lộn xộn mà mình không lộn xộn, ở trong chỗ lộn xộn mà nó gây dựng cho mình trở thành người chuẩn nhất. Và học trong cái lộn xộn đó đó mà mình thấy ra căn tính chúng sanh, thì vị càng học Phật lại càng thích thú. Vậy thì bây giờ quý vị hỏi những đức, thầy học Phật thì sao? Đó, 16 năm những đức đi tu, Tết hôm nay 16 năm ở trong lộn xộn mà tu. Quý vị nói chùa chúng ta cố gắng sắp xếp gì, có lộn xộn không? Sao mà không lộn xộn? Một cái mục ghẻ nó chưa có đến nỗi đau nhất quá thì không ai dạy gì đi lấy cây đâm vào chi đâu. Cứ để nó có thời gian đi, chừng nào nó cần thiết phải dít cái mài ra để cho nó chảy mũ thì lúc đó hãy dít. Còn nó chưa có gì hết trơn mà nặng nó làm gì. Giống như một mục mụn, nó nổi chưa mùi gì hết, cứ đâm nó hoài, nó vừa không lành mà nó nổi thêm một mụn kế bên, đúng không? Ngày tháng hôm nay đang yên, tại sao không để cho nó yên được ngày? Ngày mai yên, để thêm ngày yên, được 2-3 ngày yên, sao không để mà đi làm ngày hôm nay quấy rối? Thật sự mà nói, có những việc trong cuộc đời chúng ta biết hết, nhưng mà chúng ta đừng có đem nó ra để mà khuấy động chi nó nhiều quá. Hiểu không?
Bây giờ quý vị nghe những đức giảng mỗi tuần chủ nhật, thứ bảy là quý vị đến, một số người đến không? Trong tất cả các sự việc của quý vị ở trong chùa làm gì những đức không biết, nhưng mà những đức cứ để quý vị làm tới đi, làm tới chừng nào mà nó có cái đụng chạm nhất thì lúc đó quý vị thấy nó mệt quá, nó ngán quá, thì lúc đó sắp xếp. Thấy không? Chứ chưa mệt mà. Chưa mệt. Cứ vậy đi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà có nhiều cô nhà Đức thấy cũng đặc biệt, cũng giỏi. Cũng giỏi. Cái đặc biệt của chúng ta là gì? Không chơi thì thôi, mà đã chơi thì đừng phiền não. Thì quý vị quá hay rồi, đúng quý vị? Nó giống như có cái cô này, cô nghe lời một cái thằng này nói chuyện ngọt dịu, cô trao chọn hết trơn, cô trao xong cái bụng của Trinh Bình. Cô đến, cô gặp những đứa cổ than. Cô nói: thầy ơi thầy, con khổ quá, con khổ này khổ kia khổ nọ. Những đứa hỏi: cái khổ này ai cho cô? Cái quả khổ này là do cô cũng ham cái nhân vui mà ra, đúng không? Đã là ham vui thì chịu khổ đi. Đúng không? Không à. Vậy đó nghe, mà trong nói có ý, mà trong ý có nói. Ừ, mà nhận thức đi. Đúng không? Đã là ham vui mà ra quả khổ, như vậy khi khổ thì đừng buồn. Dám chơi thì dám chịu, đi than thở làm chi, đúng quý vị? Nha. Quý vị nhớ nghe, quý vị mà chơi những đức mà nói buồn là những đức không thích. Tại vì những binh tướng mà những đức rèn luyện nhiều năm mà nói câu buồn với những đức là ôi đừng có nói mất công quá đi. Quý vị biết rằng bên cạnh những đức binh tôm tướng tép, mà những đức phát cờ một cái là lửa cũng nhào vô, chết cũng nhảy vào. Quý vị thấy lễ lọc hay là ăn uống gì, những đức nói 10 giờ làm, khỏi ngủ trưa là làm, càng quét làm, làm tới cùng mà. Tại vì sao? Binh tôm tướng tép đã rèn luyện ra. Không? Vì thấy nhiều như đức lễ Quan Âm Bồ Tát 3.000 lại không? Nói giờ có bỏ mạng tại chỗ, nằm tại chỗ thì thôi, chứ còn một hơi thở là bật người dị liền. Thì từ nơi đó quý vị biết rằng cái tâm quyết con người mình phải mạnh như vậy đi. Không? Nên những đức mong quý vị nghe, cả cuộc đời này của quý vị đừng có nói cái chữ buồn, đừng có nói cái chữ khổ nữa. Có nói rồi xong cũng bỏ nó đi, hoặc có buồn khổ gì chút buông đi. Cái mặt mình nó cài xuống đá, chà chà xuống đá cho nó chai đi, để bao nhiêu mũi tên nó bắn vô mặt mình nó văng ra hết. Ai mượn quý vị da mặt mỏng quá làm chi, khiều một cái mà cũng chảy máu nữa. Quý vị tu hành mà sao dễ bị kích động chứ gì, thấy không? Cho mặt dày lên. Vì đây là cõi ta bà, chúng ta đang sống trong cõi ta bà thì quá nhiều cái sạm mưa sạm nắng nó lắc vào, thì chúng ta phải cho nó chai cứng. Vậy thì chúng ta mới thành công ở cõi ta bà này. Cái thời gian ở cõi ta bà này nó rất là ngắn, nhưng nó thành đạt cái sự nghiệp giảng sanh ở cõi cực lạc thì rất là lớn.
hiểu không? Nên chúng ta thật sự muốn vãng sanh thì bị nhớ là cái ở cõi ta bà này không có thiệt thòi, không có thiệt thòi, không có gì thiệt thòi, không có gì mất mát hết. Thì quý vị mấy mươi năm ở cõi ta bà này, quý vị mới thật sự là thành đạt cái thế giới cực lạc. Thật sự luôn. Còn nếu như bây giờ quý vị ở đây mà quý vị bị quá nhiều thứ thì cho nó là thiệt thòi với quý vị. Tôi cho ra quá nhiều mà tại sao đối xử với tôi như vậy? Thì Như Đức nói bảo đảm quý vị có niệm Phật quý vị cũng khó giảng sanh. Hiểu không? Không có cái gì thiệt thòi đâu quý vị à. Không có thiệt thòi đâu. 100% quý vị không có thiệt thòi. Nếu như quý vị cho rằng ở cõi này vì thiệt thòi là vì khổ dữ lắm. Duyên hợp duyên tán, mà nó hợp là cũng do cái nhân mình tạo. Mà nhân mình tạo làm sao quả mình ra vậy, mà bây giờ mình nói thiệt thòi cái gì? Nhân mình tạo làm sao quả mình ra vậy? Thì bản thân trong cuộc đời hiện tại quý vị đang thành quả là cái quả quý vị đang sống trong cuộc đời này nè. Thuận nghịch làm sao là do chính nhân quý vị đã gieo vậy. Thật sự quý vị chỉ có vài câu như vậy thôi. Nếu như quý vị hoàn toàn thông hiểu thì mấy câu này thôi cũng đủ quý vị một đời thành Phật. Thật sự luôn á. Nên hôm qua những Đức chia sẻ buổi thứ bảy, những Đức có nói một câu á. Phật pháp cái quan trọng là gì? Giác ngộ. Bây giờ chúng ta đi tu hoài mà thấy gì ngộ ngộ chúng ta giác. Nó ngược lại quý vị. Người ta thì giác ngộ, còn mình thì ngược lại là thấy cái gì ngộ ngộ thì mình giác. Nên nó mới là mạt pháp. Đó. Bây giờ quý vị coi thờ mạt pháp thấy rồi gì sao? Người ta bận một bộ đồ đẹp đi kiếm cái chỗ nào gách để làm chi? Nhìn cái chỗ bị gách nên mạt pháp. Người ta làm bao nhiêu năm trời, bao nhiêu việc tốt, chỉ cần người ta hớ một việc gì một cái bung người ta ra nên gọi là mạt pháp. Thấy không? Mạt pháp. Đời đạo gì cũng vậy. Quý vị coi ngoài đời bây giờ tệ nạn cỡ nào thì đời tệ nạn thì đạo cũng phải có tệ nạn chứ. Công nhận quý vị. Quý vị là người học Phật, quý vị lại mắc lòng tin với Phật. Đức Phật còn tại thế, khi tăng đoàn ít người thì ổn định, nhưng khi tăng đoàn đông người quá thì lại có lục quần tỳ kheo. Thì bây giờ xã hội bị coi, bây giờ mấy anh mà làm bên nhà nước, bên công an đồ, tội bắt mà tội phạm đồ rồi thì ke ma tí bắt không nổi. Tệ nạn càng ngày càng nhiều đúng quý vị. Thì quý vị coi bây giờ tệ nạn nhiều vậy, thì bây giờ đời tệ nạn thì đạo cũng phải có tệ nạn. Thế nếu như giờ trong đạo không có tệ nạn vậy làm sao gọi là mạt pháp? Trong đạo cũng có tệ nạn, nhưng mà mình thấy dù cỡ nào cỡ thì cái người mà đi đến chùa tu gì họ về họ cũng hiền bớt, thì cũng đặc biệt rồi quý vị. Ví dụ như ngày xưa chưa đi vô chùa thì chửi chồng 10 câu, bây giờ đi vô chùa chửi chồng 9 câu thì nó bớt một câu rồi còn gì nữa quý vị. Rồi tu từ từ rồi nó bớt từ 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 từ. Bây giờ ở đây những Đức hỏi tất cả các cô nè, các cô thật lòng đưa tay lên thử coi ở đây có ai chửi chồng không? Đó kìa, đó đó đó. Đưa cao lên, đưa cao lên, cao lên. Nó cũng 50 bà đó nghe, chứ không phải giỡn đâu. Rồi để tay xuống đi. Đó. Nhưng giờ bây giờ Đức hỏi mấy cô nè. Mấy cô chửi chồng mấy cô thấy đẹp không? Thôi vậy thì sửa đi. Sửa đi. Đúng không?
sửa đi chứ chữ chồng chi. Chồng mình mà mình chữ nó thì không khác nào mình lấy bùn đất chay vô mặt mình thôi, đúng không? Mình thương chồng mình mà râu nó ra dài mình còn cạo giùm. 100% trong tất cả các cô có những cô mình cạo râu cho chồng mà. À, cạo râu cho chồng, rồi cạo lông măng cho chồng. Lông măng là lông mặt á, hiểu không? Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình thương chồng mình gì, rồi mình cắt móng tay cho chồng, mình cắt móng chân cho chồng. Thì bây giờ mình làm vợ mà quý vị, thì thôi mình làm cho hết tấm lòng của mình thôi, đúng không? Ừ. Nên những đức khuyên mấy cái chị mà chữ chồng á, thôi nghỉ chữ đi, tạo khẩu nghiệp chi ạ? Hiểu không? Nó, bây giờ khuyên các chị ở đây và các chị khắp nơi trên toàn thế giới, các chị hiền lại đi, hiểu không? Nếu mà cái miệng này niệm Phật hoài là hiền đó. Về nói gì nè, anh ơi, em từ hôm nay không có chữ anh nữa đâu. À, thầy nói rồi, thầy hỏi rồi, em đưa tay lên sám hối. Từ hôm nay em không có chữ anh nữa đâu. Rồi xong á, ổng nói bà hứa nghe không, mấy bà mà chữ chồng thì cũng là mạt pháp, tại vì mấy bà học Phật mà, nghe những đức giảng mà. Mà bây giờ mà còn chữ chồng thì phải mạt pháp không? Nó thấy chưa, phân tách từ cái mạt pháp mà từ con người chúng ta là mạt pháp. Bây giờ chúng ta nên thịnh pháp đi. Thịnh pháp là khi quý vị đi về chùa tu thì sửa đổi lỗi lầm thì càng tốt, để người ta tiếp nhận quý vị, để tiếp nhận Phật pháp, đúng không? Đó, hôm qua nhà đức ngồi bên kia, nhà đức suy nghĩ, nghĩ là các cô đi về chùa tu tập, tự nhiên trong lòng mình thấy mình thương họ ghê, thương dữ lắm quý vị. Không, nói thiệt với quý vị 100% luôn, tất cả những cái gì bị làm những đức đều thông cảm cho quý vị hết, không buồn một chút nào hết. Này là trước ngôi Tam Bảo 100% luôn, những đức chỉ khuyên quý vị và nhắc nhở quý vị thôi. Chưa bao giờ trong lòng những đức ghét một cô nào, dù quý vị làm một điều gì, không phải, chắc chắn luôn. Và xin thưa quý vị, cả ngôi chùa đông người luôn, những đức chỉ có khuyên họ thôi. Những đức không bao giờ cảm thấy rằng mình ghét một người nào. Nếu mình ghét họ thì cũng như mình ghét bản thân mình thôi. Bây giờ quý vị coi, thương họ không hết chứ ghét họ làm gì. Bây giờ họ đi lên đây, họ nghe mình giảng, cái chỗ ngồi thôi họ vì mình, họ nghe mình giảng, họ vỗ tay sùm mỗi tay mỗi chân. Bây giờ quý vị không thương họ thì thôi, quý vị ghét họ làm cái gì? Cũng vì những đức thương quý vị nên những đức mới nhắc quý vị thẳng đáy lòng, vì những đức không muốn người ta nói quý vị, hiểu chưa? Thật sự quý vị biết, cũng như một người làm chồng vậy đó, thương vợ mình, đố mà muốn vợ mình mà để cho ai nói tới. Suy nghĩ vậy đó quý vị. Nên những đức mới khuyên quý vị, những đức nhắc quý vị, mình kiếm một chỗ cho mình, không cần đụng chỗ của ai hết. Vì sao? Vì sẽ không có ai ghét quý vị hết, không có ai ghét mình hết. Nó cuộc đời của tôi, ở nhà tôi có một chỗ cho chồng tôi,
Tôi đi vô trong đạo, tôi chỉ có chọn một chỗ của tôi để nghe thầy giảng thôi. Nghe chưa? Nhớ kỹ á. Tại vì sao nhiều người người ta nói với vị những đức không có muốn. Mỗi lần mà ai mà lợi gì những đức mà ta nói với vị cái này kia, những đức đều nói ai cũng có cái khó, đừng có nói người ta. Những đức đều là bác hết. Nên người ý kiến này, người ý kiến kia, những đức bác hết. Tại vì có ai nằm qua hoàn cảnh mình đâu mà hiểu. Đúng quý vị? Đó. Nên con người sống trong cuộc đời này, cái đặc biệt nhất là cái gì quý vị không? Biết thông cảm cho nhau. Biết thông cảm cho nhau quý vị. Mà Phật Pháp dạy cái gì? Quý vị nên biết thông cảm cho nhau. Dù giờ quý vị có một người chồng mà chồng quý vị nó rất là dở, nó ăn không ngồi rồi không à. Xin thưa quý vị, cái nghiệp duyên của thằng chồng quý vị, nó cũng là cái nghiệp duyên, chắc là đời trước nó là con rùa. Nên đời này nó tái sinh lại, chậm chạp không lo làm ăn, nghiệp duyên chiêu cảm. Mà mình á, là những đời trước mình chơi con rùa, mình chơi con rùa chậm chạp, nên đời này mình gặp ngay con rùa là chồng mình. Đúng không? Quý vị phải về quý vị nói vậy nè. Nếu gặp chồng dở quá không lo làm ăn, mà quý vị thì làm ra tiền quý vị giỏi, thì quý vị về quý vị nói làm sao? Rùa của lòng em ơi. Nói tục tưng rùa có lòng em ơi. Bên nói vậy đi. Biết đâu con rùa này nó sẽ phát triển như con thỏ. Thấy không? Còn bị cứ chê nó hoài, coi chừng á, nó càng ngày nó nằm ì đó luôn. Nên một con người mình nói người ta không được rồi, thà mình thương người ta, biết đâu người ta cảm tình, người ta thấy tội nghiệp mình mà người ta phát huy cố gắng. Hiểu không? Đó, nên chứ để vị đừng có đi chỉ trích, đừng có nói người ta hoài chi. Trong đây những đức tin chắc 100% mấy cô đây thế nào cũng có chồng mà cũng gặp người chồng dở. Ở đây ai mà có chồng mà có gặp chồng mà dở hơn mình, đó bị đưa tay coi thử coi. Nó thấy chưa? Kìa, có nè. Chồng dở hơn. Chồng dở hơn nên mình có quyền đi tu. Dở nó có cái hại, nó có cái lợi. Giỏi nó có cái hại, nó cũng có cái lợi. Đều là hai mặt. Có hết. Quý vị có khi quý vị gặp người chồng rất là bản lãnh, nhưng có khi quý vị phải khổ vì người chồng có bản lãnh này. Đúng không? Vì quá có bản lãnh, có tài năng, có khả năng hùng biện nói chuyện, rồi có tướng tá cũng được trai, thì quý vị rất lo sợ, đi đâu cũng là quen con này con kia. À, tuy nó làm đem tiền về, nhưng vì quá giỏi, nhưng nếu thiếu đạo đức thì đưa tiền cho mình nhưng cũng dằn vặt mình. Có hại không? Đó. Nhưng quý vị khi giỏi hơn chồng mà quý vị có đạo đức thì quý vị cảm thấy tội nghiệp chồng. Trước mặt mọi người mình nâng chồng mình lên. Dù cỡ nào người ta cũng là đàn ông, người ta luôn luôn là tiên phong. Hiểu không? Biết tiên phong không? Nghe không? Biết tiên phong không mấy không? Người ta có những việc người ta giỏi, nhưng có những việc người ta rất, có những việc người ta dở, nhưng có những việc người ta rất giỏi.
Hiểu không mấy chị? Hiểu không? Nè, có khi mình đi làm giỏi thiệt là giỏi, nhưng có những việc bù đắp cho mình, người ta phải càng giỏi. À, nên từ nơi đó mà mình nên nhìn cái giỏi của anh để mình nâng anh lên từ từ. Nên mình mới nói rằng anh giỏi lắm á, không phải dở đâu. Hiểu không? Để từ từ người ta phát triển tư tưởng đàn ông của người ta. Còn mình bây giờ mình làm ra tiền mà mình cứ chê chồng là vô dụng này kia, vô dụng này nọ. Nếu mà nó biết trả lời, nó nói tôi vô dụng vì sao có ba đứa. Hiểu không? Nên mấy cô nghe phải suy nghĩ cho kỹ nghe. Tuy là ở đây phụ nữ nhiều nhưng mà mình nói chuyện có khi mình đàn ông mình phải chứ mấy bà đè ép quá mà. Nên ở đây hỏi mà có đàn ông nào dở quý vị không, đưa tay rồi kịch liệt luôn, thấy chưa? Thấy không? Thấy cũng mắc mặt quá luôn phải không? Mình phải kiếm cái ưu thế gì của đàn ông mình nó cao độ một chút, đúng không? Sao mà nói người ta dở được? Vì thấy có chặng nào mà người ta thua quý vị đâu mà bởi vì chê người ta dở, hiểu không? Nó nên người ta luôn luôn là đứng là thế tiên phong mà bây giờ quý vị chê người ta dở là sao? Hiểu không? Nó không có dở đâu nghe. Nhớ kỹ, nó đều có hai mặt, tốt và không tốt. Thì đừng bao giờ cho nó hoàn toàn dở hết. Trong cái cuộc đời không ai hoàn toàn đúng mà cũng không ai hoàn toàn sai. Và cũng không ai hoàn toàn giỏi mà cũng không ai hoàn toàn dở. Chúng ta nên nhìn họ có ưu điểm, chúng ta nên cho họ cái ưu điểm mà bản thân họ phát huy, thì bản thân quý vị mới biết cách để dùng người. Đó, nên mỗi người nó đều có vai trò, nên bản thân chúng ta đừng nên khinh thường ai hết quý vị. Sống làm sao nghe đạo tu hành, mà càng nghe đạo thì con người nó càng mở thông tâm trí, con người nó càng khoan dung tha thứ, tâm lượng càng mở rộng. Như nãy nhà Đức nói câu thật sự quý vị, nhà Đức ngồi mà nhà Đức suy nghĩ, quý cô đi về chùa tu tập, nhất là bên phái nữ nha, nhà Đức suy nghĩ những cái lời giảng mà làm sao mà cho mấy cô dễ hiểu nhất, mà mấy cô được lợi ích nhất là phái nữ, là nhà Đức ơi chú tâm nhiều nhất luôn á. Rồi đi về đây mỗi tuần tôi chọc cho cười. Bây giờ mấy ông cứ nghĩ đi, vợ mấy ông mà nó mà không cười, giết là nó thành con khỉ khô, nó héo queo, mặt như con mèo. Nó thiệt, thật sự mà nói với mấy ông á, mình phải biết chăm hoa thì hoa nó mới tươi tốt. Chứ bản thân mình mà cứ bê bối bỏ đại bỏ càng giết nó tàn luôn. Như quý vị coi, bữa nay gái giường qua giấy phải tàn phai hương sắc không? Nó bây giờ phải cố gắng chăm bón lại nè, để Tết hôm nay nó chỗ bông cho đẹp, cho vị ngắm nhìn. Mỗi ngày như Đức kêu phải tưới hoa giấy rồi bỏ phân. Tại vì muốn người ta có hoa đẹp thì mình phải chăm bón chứ, đúng không? Nên mấy ông đàn ông mà khéo léo đó nghe, là vợ mình nó cũng sáng sủa. Chứ mấy ông mà không khéo léo mà giết vợ mình nó như con mèo luôn, nhìn con khỉ khô luôn, nhìn thấy ghê lắm. Cái kiểu như mà bây giờ lam lũ tối ngày nấu cơm lo cho chồng rồi lo gia đình, lao dọn nhà cửa,
con cái tối ngày giết rồi không cần nghĩ tới bản thân nữa, giết rồi tóc tai bùm sùm, xỏ tóc ra nhìn như con ma, bùm sùm tóc tai chứ, giết rồi mặt héo queo nhìn như con mèo thiệt, khô khan cằn cỗi. Khi mà gặp ai rồi mặt nhìn hết năng lượng quý vị, nó hết năng lượng. Nó nên từ nơi đó mà chúng ta phải biết bồi dưỡng cho nhau. Nên quý vị mỗi tuần mà thứ bảy chủ nhật quý vị về đây, những đức lúc nào cũng chọc quý vị cười. Hồi nãy giờ cỡ nào, bữa nay cười ít nhất thì cũng nãy giờ cũng cười nhiều. Thì thấy cái âm thanh nó quan trọng ghê không? Nó giảng không có lực là nó giảng không đặc biệt á quý vị. Nó giảng không có lực giảng á, âm thanh nó bị tản mát. Giống như vị chiên tu vậy, chiên tu phải nhắm mục tiêu. Thì âm thanh nó phải khi mà giảng mình nhắn á, cái câu mà mình giảng mà có những đoạn mình nhắn nó phải phóng thì giảng nó mới hay. Còn cái này mình có la cái nào la thì nó cũng tản mát, quý vị nghe được. Nhưng mà nó tản mát âm thanh. Khi âm thanh nó tản mát rồi những đức giảng không có khỏe được. Vì mình có la cỡ nào đi chăng nữa thì nó không có phóng ngay mình được. Thì cái hơi mình bị mắc hơi nhiều quá. Như thêm nữa, thí dụ như nó không hút được cái hơi mình để phóng ra thì mình giảng nó rất mệt. Mà Phật cũng gia hộ những đức nghe quý vị, cái cần cổ những đức là đúng ra là nó ho dữ lắm á. Vậy đó mà khi những đức lên giảng là nó không có ho bao nhiêu đâu. Nhưng một chút về bên phòng á là nó ho. Nó ho phải để khăn kế bên. Máu quá nhiệt tình quý vị, thấy không? Đúng không? Mình phải đến với nhau phải cho nhiệt tình, đúng quý vị? Dài giọt máu ăn thua gì, thấy không? Nên mà như vậy đó người ta mới cảm tấm lòng, người ta mới ngồi chứ giỡn đâu quý vị. Nó ví dụ như giờ lúc nào những đức cũng khỏe chứ quý vị chưa chắc á nó cảm động gì đâu. Nhưng mà có những lúc bệnh mà lên giảng, ho mà lên giảng, tự nhiên nó cảm động dữ lắm, tội nghiệp quý vị, đúng quý vị, đúng không? Đó, nên quý vị thấy không, có những lúc khỏe, có những lúc bệnh, nó vẫn là để mà phô diễn Phật pháp. Thật sự mà nói thì con người sống trong cuộc đời này, nếu nói về sự chết thì ai cũng sợ chết. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ, sớm muộn gì cũng chết, bây giờ mình sợ nó cũng sẽ đến. Tại vì nghĩ được như vậy nên bình tĩnh với cái chết thôi. Chứ bệnh thì ai mà không sợ bệnh. Nhưng mà bây giờ sợ nó cũng bệnh, bây giờ mình sợ làm chi nữa bây giờ. Bây giờ mình có sợ nó cũng bệnh đó nè, bây giờ mình sợ gì bây giờ? Giết rồi cái nguyên lý đó mình hiểu rồi, bản thân mình không sợ bệnh. Chứ ai mà không sợ bệnh, khỏe ai mà không muốn quý vị. Nhưng mà quý vị có muốn thì nó cũng bệnh. Chứ làm gì mà trong cuộc đời này nó không bệnh. Nên bệnh và chết, con người ai cũng tránh nó chứ. Nhưng mà quý vị tránh được không? Được không? Phải nữ thì không còn nghiệp kia. Chết sợ không? Nên đó, thấy không? Đâu. Hồng nhận đức tội nghiệp người nữ là ngay chỗ này nè. Mấy ông nặng không? Ngay chỗ này nè. Là họ làm mắc cười lắm. Họ làm cái chuyện mà đàn ông mình không có làm. Ngộ ghê. Bây giờ quý vị muốn nghe cái chuyện mà quý vị làm mà đàn ông không làm không? Ai muốn nghe đưa tay coi. Thấy chưa? Đó là cái chuyện mà đàn ông không làm. Quý vị mới nhớ nha. Từ xưa tới nay,
thờ Đức Phật còn thể thế cũng vậy. Người nữ là người mộ đạo nhất. Và người nữ cũng là người phá đạo nhất. Như vậy nếu mà tra vào kinh giáo thì quý vị sẽ biết liền gì đâu. Họ là người mộ nhất. Nó. Nên mình thấy mình thương họ cực kỳ thương. Chứ cái nghiệp duyên của họ nặng hơn đàn ông mình. Nghiệp duyên của họ nặng hơn đàn ông mình. Bây giờ mấy ông cứ nghĩ đi. Mấy ông ngồi đây hay là mấy ông ngồi trên lầu gì, mấy ông đưa mấy ông ở đâu mấy ông ngồi đó. Nhưng phụ nữ họ làm cái việc mà đàn ông mình không làm, đó là họ nhất định phải ngồi đây. Đó. Đúng không? Nhưng nói rồi cho mấy ông nghe, nếu như không có họ thì không có những đức giảng ngày hôm nay. Nên những đức mới nói rằng họ rất mộ đạo. Nhưng họ làm một số việc làm cho người ta phỉ báng, nên gọi là họ cũng phá đạo. Đó, hai mặt vậy thấy chưa? Quý vị thấy bây giờ á, lễ lộc á, họ làm nền cho những đức. Chúng sanh mà họ thấy ai mà chạy theo ào ào, nó không biết cái gì nó cũng chạy theo. Nhưng mà những người phụ nữ này họ đã làm được điều đó cho những đức. Họ la lối sùm, họ vỗ tay, họ quơ tay, họ làm thấy ghê lắm. Nhưng mà mấy ông không làm được cái điều đó như họ đâu. Ừ, ngộ lắm. Ví dụ như đi, họ nghe những đức giảng thì họ la lối sùm hết trơn, họ vui, họ ngồi, họ càng quét, họ ngồi. Ôi, đau chứng cỡ nào cũng ngồi, đã quý thương rồi là họ làm gì đó. Đã quý thương rồi cỡ nào họ cũng chịu đựng được hết chân luôn. Nhờ họ. Nên á, chúng sanh mà họ thấy dữ quá, cái gì đâu mà ông này giảng mà vỗ tay nó làm thì ghê quá. Cuối cùng nó bấm vô nó coi, rồi nó kéo người ta vô. Nếu như mà mấy ông mà ngồi mà đơ thì nó không có làm hứng cho những đức giảng pháp được. Nên á, cái lợi thế của người phụ nữ mà để phát triển đạo là vì sao? Vì mình với họ khác phái. Hiểu chưa? Nó mình với họ khác phái. Nên trong cái quý trọng nó có cái cảm tình. Trong quý trọng nó có cái cảm tình. Và ngưỡng mộ nằm bên trong hơn mấy ông. Hiểu chưa? Đó, giải thích cho mà nghe. Tại vì đàn ông với nhau, mấy ông có thể thấy những đứa có thể giỏi làm bao nhiêu chuyện, nhưng mà tư tưởng của đàn ông, mấy ông cũng kính trọng đó. Nhưng mà mấy ông nói, nếu tôi mà cố gắng tôi cũng làm được. Nhưng phụ nữ thì họ nói, ông thầy này giỏi quá, ông đặc biệt quá. Đúng không? Trong cái quý trọng đó, nó có cảm mến, cảm tình và nó có luôn ngưỡng mộ nằm bên trong. Đó. Nên họ dù cỡ nào đi chăng nữa, họ càng quét. Họ làm. Có nghĩa là quý vị biết rằng là đưa tay lên, đưa tay, vỗ tay, vỗ tay, họ làm dữ lắm. Nhờ vậy mà nó, những ngày lễ những đức mới giảng háo hức, giảng kinh khủng. Đúng không? Đó. Nhưng mà khi họ háo hức vậy đó, xong rồi họ bước ra bên ngoài, họ có thể kênh với nhau. Vua nghe pháp xong rồi ra ngoài là nó kênh liền luôn. Kênh với nhau từ một đôi dép, từ một hộp cơm và kênh với nhau. Nó khác mấy ông. Mấy ông thì không phải như vậy nhiều và cũng không muốn làm những chuyện đó. Nó lạ kỳ như vậy. Nên mình, những đức nói là những đức tặng đáy lòng, những đức thương người nữ là như vậy đó. Tại vì mình thật sự phải thương họ. Vì họ không muốn như vậy đâu. Nhưng mà tại sao cái tính họ phải như vậy?
là vì cái nghiệp của họ nặng hơn mình. Không? Quý vị biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thương người nữ cỡ nào chưa? Ngài không thương người nữ nhiều vì sao? Khi mà mẹ kế của Phật mà đến xuất gia, Đức Phật làm khó dễ. Đức Phật quá từ bi mà người ta đi tu làm sao Đức Phật làm khó dễ dữ vậy? Không cho làm khó dễ đủ chuyện. Tại vì sao? Vì Đức Phật quá thương người nữ nên Đức Phật mới làm gì? Đúng không? Vì sao Đức Phật làm gì? Đức Phật là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì phải thương phụ nữ. Đúng không? Nguyên lý nó là vậy đó quý vị. Bây giờ quý vị là đàn ông, quý vị ăn hiếp phụ nữ thì ai coi quý vị ra cái gì? Nhưng Đức nói thiệt, bây giờ mình đàn ông mà mình đá vợ, mình quýnh vợ, mình bóp vô mặt, mình coi, mình ngồi mình suy nghĩ lên mình thấy tội nghiệp. Đúng quý vị? Đúng không? Thấy tội nghiệp chứ. Nên mấy cái ông mà đánh vợ này kia được, đừng có đánh nữa. Tại dù cỡ nào mình cũng chung chăn sẻ gối với người ta, mình đánh người ta làm gì? Mình nói không được, mình đi kiếm chỗ nào mình đi chơi một chút, đi uống cà phê hay là đi vòng vòng chứ, hoặc là chùa chứ vài bữa. Bỏ nhà một mình sợ mấy mốt không dám, không dám lạng hoạng kênh với mình nữa, đúng không? Có chùa động thênh thang này mấy ông có gì mà nói không nghe lỡ đấy, đúng không? Có chỗ đi rồi. Ngày xưa mình chưa hiểu thì bực bội buồn cái gì mình đi nhậu, mà càng nhậu thì nó càng buồn mà nó càng bậy, đúng không? Thôi bây giờ mấy ông mà cái gì mà không vui mấy ông lỡ đây, lỡ đây ông chơi vài ngày là ông về ông cười hú hí, tụ nguồn năng lượng. Mình tới 3-4 điểm chùa đặng mà, chỗ này không có chỗ ở qua bên kia, ở chùa đâu có tốn tiền bạc gì đâu sợ, thấy không? Đó mà đi lỡ đây còn còn được lợi ích lớn. Mấy ông cứ vậy đi, mỗi lần mấy ông mà ngoài đời mà cái gì buồn buồn mấy ông vô đây, thấy không? Vô đấy thì mình giữ khóa tu đồ ngày hay ngày là nó cởi mở tâm tư hết trơn à. Đó nên á, bây giờ mình thông cảm cho nhau đi. Bây giờ Đức Phật còn ưu ái cho phái nữ nên đưa ra nhiều giới, chế giới nhiều cho phái nữ là Đức Phật thương phái nữ. Quý vị coi Phật A Di Đà ngày cũng thương người nữ. Phật mà còn thấy thương người nữ, giúp người nữ, mình là chồng người ta mà đi quýnh người ta vậy mình tệ. Bây giờ quý vị coi Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện, có cái lời nguyện nào mà ngài nói về người nói chung nhưng mà không có nêu lên là nguyện này cho người nam? Nhưng mà trong 48 lại có một lời nguyện dành riêng cho người nữ. Thấy không? Thấy rõ ràng không? Vậy thì đối với phái nữ mình thương yêu, mình giúp đỡ người ta là không có sai. Nhưng mà mình đừng có gạt người ta, mình đừng có dựa vào cái tình cảm người ta mến mộ mà mình gạt người ta. Quý vị biết trong cái cuộc đời này có những người tu mà được người nữ mến mộ mà gạt người người nữ có không quý vị? Có nhiều lắm, không phải ít đâu quý vị. Ừ, dựa vào cái tâm nhẹ dạ của người ta, mình khéo léo một chút, nói chuyện ngọt dịu lại gạt người ta. Có khi đem tiền giấu chồng con đem đưa cho, cuối cùng xảy ra vấn đề khổ đau vô cùng, mà cuối cùng hết tiền bị bỏ rơi, khổ dữ lắm. Mình đừng có chơi gì, mình chơi gì hàng lắm, nó thiệt luôn, chơi gì giang hồ cười chết. Hiểu không? Mình dù tu tu làm sao cho giang hồ tôn trọng, giang hồ mà còn tôn trọng không chi là
Nó nói người tu đúng không quý vị? Ý nói nghĩa khí á quý vị. Người ta mà nói là dân giang hồ người ta phải trọng nghĩa khí mà. Giờ muốn làm đại ca mà không có nghĩa khí sao làm đại ca? Không có thằng đại ca nào mà nhút nhát mà hàng hết chứ. Sao làm đại ca quý vị? Nên bản thân mình là đàn ông mà mình đi dụ dỗ, mình gạt người ta, mình chơi vậy hàng lắm. Hoặc là người ta mẹ quá con coi, mà mình lỡ mình đưa tình cảm ra rồi mình đi tịch thu tài sản. Hiểu tịch thu tài sản không? Nói câu mấy câu đúng là gây gớm thôi quý vị. Không những đứa có những cái văn tự nó kinh thiên động địa lắm quý vị ơi. Thấy không? Đó. Tịch thu tài sản hết chứ. Cái môn nào cũng tịch thu. Tịch thu cả tình lẫn tiền. Chơi vậy hàng lắm. Đúng quý vị. Mình là đàn ông mạnh mẽ, mình có thể có bản lãnh để làm việc khác kiếm tiền. Đừng có dụ dỗ đàn bà kiếm tiền. Nhớ chưa? Nó nhất là mẹ quá con coi. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nêu lên những việc khi gia đình người ta chết mà không có hòm chôn giúp, khi người phụ nữ mẹ quá con coi khổ đau giúp, khi người phụ nữ bầu bì không có tiền đẻ giúp, đẻ đưa cho mình nuôi luôn. Nhưng mà tôi nuôi không được đâu. Thấy không? Giờ trong chùa có bà bầu dẫn thêm đứa con về hổm vô. Nó dạ thưa thầy, thầy cho con ở đây tu tới ngày sanh đẻ con về. Thấy không? Nhưng Đức nói thì cô cứ ở đây mà chừng nào cô gần đẻ thì cô về. Chứ bây giờ trong chùa mà ta chở đi đẻ nó kỳ dữ lắm. Đúng quý vị. Mà thấy cũng tội nghiệp. Đứa con trai nó xíu xíu á, có bà cô có bầu á. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó nhìn người ta vậy thấy tội nghiệp quý vị ơi. Nhưng mà tội nghiệp nhưng mà mình cũng cỡ nào cũng chùa chiền. Nên khi gần đẻ thì thôi. Nếu như mà khó khăn quá thì mình giúp chút đỉnh đẻ thì cũng được. Bởi vì thầy chùa khôn ghê. Cũng khôn. Thấy quý vị, đó là khôn thiệt á. Thấy không? Nó khôn nhất là trong cái cuộc đời mà dám làm những việc thiệt thòi. Đó mới là khôn. Nhưng không có thiệt thòi. Đó là những việc nó nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Sao thiệt thòi. Thấy không? Thế vậy. Nên khi những đức chia sẻ Phật pháp, quý vị để ý đi, có những cái nó giúp cho quý vị trong tức khắc lúc này nhẹ liền. Nhưng mà do quý vị không nắm được một cái điểm chính nào để mà áp dụng sấy vào mục tiêu. Quý vị nghe pháp mà được lợi ích là gì nè? Quý vị phải lấy một câu, một tiêu đề chính nào quý vị sấy một cái điểm đó. Còn lúc quý vị vô nghe pháp, quý vị cứ nghe bình thường đi. Nhưng mà hành trì thì phải có một điểm sấy của nó. Thì vị tu nhất định có kết quả. Vì hỏi những đức á, vì từ khi thầy đi tu tới giờ, thầy gặp Pháp Môn Niệm Phật, sách vở thầy có đọc không? Có. Sách của Khổng Lão Vô Tử ngày xưa những đức đã từng đọc qua, tính hình những bộ của Khổng Lão Vô Tử những đức đã từng đọc qua. Của Mạnh Tử những đức cũng đọc qua. Thấy không? Rồi 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông những đức đều đọc qua. Sách Ấn Tổ những đức cũng đọc qua. Những đức đọc tương đối đã đọc qua rất là nhiều. Nhưng khi đọc qua gạo khảo sát hết luôn á, thì những đức thấy chỉ có niệm Phật là dễ nhất. Thấy không? Xong á, những đức mới gầy dựng Pháp Môn Tịnh Độ này là những đức sấy ngay bổn nguyện. Sấy ngay bổn nguyện luôn, sấy ngay bổn nguyện. Nhưng những đức tích lọc những văn tự phù hợp để đẩy bổn nguyện lên. Tích lọc những văn tự quan trọng để đẩy bổn nguyện lên. Thì những đức dùng cái cách mà. Nên quý vị thấy những đức đọc quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân,
trích lục văn tự của Ấn Tổ, trích lục văn tự của Thiền Đạo Đại Sư, trích lục những văn tự những tổ sư. Nhà Đức lấy những văn tự Nhà Đức để bổ nguyện Di Đà lên. Thấy không? Mà khi tu hành trì, khi tu hành trì thì Nhà Đức xấy ngay bổ nguyện câu Phật hiệu niệm đến cùng, câu hiệu niệm đến cùng, câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nhưng mà những lấy những văn tự, tất cả văn tự, như thí dụ như cái công đoạn của ngài Mã Tổ là bậc thiền sư, đồ tôn của lục tổ, mà ngài nói một câu niệm Phật vãng sanh là vững vàng nhất. Thì Nhà Đức lấy cái câu đó của bậc đại thiền sư giác ngộ, Nhà Đức nói ngài Mã Tổ bá trượng còn tán thán tịnh độ tu là vững vàng nhất đó. Cách Nhà Đức làm vậy đó. Nên những đức đâu có bị tạp, vì cái gốc của những đức là bám chắc ngay bổn nguyện cho chắc luôn, sấy cho chắc luôn, và nhìn căn tích chúng sanh thì họ không thể nào lang thang như mình vậy. Nên bản thân của mình quy nhất lại để đẩy câu Phật hiệu lên, quý vị cứ yên tâm, vì tôi đã khảo sát rồi, thì từ nơi đó tôi đẩy ngay chỗ câu Phật hiệu. Cũng như Y Gan Ấn Tổ, ngài nhập thất hơn 30 năm, ngài diệt Đại Tạng Kinh, chỉnh sửa một số đoạn kinh trong Đại Tạng Kinh. Vậy mà ngài khi bước ra Liêu Thất, ngài để lên một câu cho đời: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A Di Đà. Đúng không? Đó. Khi quý vị để ý như vậy, quý vị sẽ thấy cái mẹo học Pháp Môn Tịnh Độ, nó không phải là không có văn tự, nhưng mà biết tích lọc văn tự để đẩy ngay bổ nguyện Di Đà. Vậy thì bị tu Tịnh Độ không bao giờ tạp. Giống như bây giờ ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, đã nói là ngài là Triệt Ngộ Thiền Sư, Triệt Ngộ đã Triệt Ngộ rồi, mà ngài để lại một câu cho chúng ta. Cái gì, cái câu gì quên mất tiêu rồi ta. Thật lòng sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Quý vị biết những đức chia sẻ Tịnh Độ mà ngay chỗ này nè, mà nhiều người người ta không dám lên ngồi giảng là chỗ này. Quý vị vừa thấy cái câu mới thì đó, cái câu của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư là những đức đâu có nhớ, nhưng mà những đức lại dám nói cái câu này là câu gì của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, nó lạ gì đó. Những đức không có nhớ câu đó đâu, mà những đức lại dám nói cái câu đó để những đức đọc cái câu đó, mà khi những đức nói ra thì những đức lại nhớ cái câu đó, nó lạ vậy đó. Có những câu thật sự Nhân Đức có nhớ, nhưng mà Nhân Đức dám nói cái câu của người đó, và Nhân Đức để đọc cái câu đó, và khi Nhân Đức vừa nói cái câu đó thì Nhân Đức lại đọc được cái câu đó. Người ta thì người ta rất sợ bị quên, nên khi người ta sợ bị quên thì cái tâm người ta là lo, mà tâm người ta lo thì người ta không dám giảng Phật. Nó nên cái quan trọng quý vị là trước công chúng đừng sợ bị chê, và cũng đừng bao giờ cầu cái khen quá, thì quý vị sẽ giảng pháp cho công chúng được hay, chắc chắn luôn. Nên từ nơi đó quý vị thấy những điều những đức mà chia sẻ cho quý vị nghe, đó là quý vị biết cái mẹo của tu Tịnh Độ. Quý vị đừng bao giờ mà không hiểu, quý vị nói à, tạp làm bậy. Tại vì người ta tạp là do gì? Người ta không có gốc người ta mới tạp. Còn nếu như quý vị mà có cái gốc không có tạp, quý vị khi đã có cái gốc chắc rồi, quý vị không bao giờ tạp đâu. Mà quý vị phải bám cái gốc cho chắc. Tại vì sao? Cái lý luận trong Phật pháp nó rất là hay. Mỗi một con người người ta có khả năng lý luận văn tự hay lắm. Sợ quý vị có một cái là quý vị không vượt qua khỏi cái lý luận đó thôi. Vì người ta lý luận nó quá hay, nên người ta dẫn quý vị đi luôn. Nên những đức mới phiên quý vị là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Hiểu không? Đó. Thí dụ như nếu những đức là con người mà nó không đủ cái tâm lực, nguyện lực mạnh nè, thì mấy năm về trước á, những đức tổ chức cái chương trình mà gửi chân á, nhiều người ta rủ Như Đức lắm. Tại thấy ngôi chùa mình hồi xưa lớp đệ tử quy cũng đông, ta rủ Như Đức làm cái chương trình đó nhiều lắm. Nhưng mà Như Đức cứ đắn đo suy nghĩ, về cứ ngồi suy nghĩ, Như Đức nói trong lòng cái chương trình này nó không tồn tại. Vì sao? Một cái pháp mà người ta làm được, ai cũng làm được thì nó mới tồn tại. Còn một cái pháp mà trước mặt người thì được, mà sau lưng người không làm thì không tồn tại. Hiểu không? Đó.
Nó chỉ diễn cái cảnh mà cho người ta thấy cảm động thôi. Nhưng trở về thì không làm được. Đó, nhưng Đức phân tích rất là kỹ. Xong những Đức quyết định là không làm cách đó. Nào, không làm cách đó thì cái lớp đạo làm con của mình nó duy trì mãi tới bây giờ. Mà cái cách này là cái cách chung đạo, ai làm được nhiều làm thì nó mãi mãi phát triển. Thấy chưa? Ai làm được nhiều làm mãi mãi phát triển. Giống như 10 năm những Đức đi xuống đây, hơn 10 năm, thì cái người mà biết những Đức và họ không đến đây nữa thì cũng nhiều lắm. Nhưng rồi họ cũng trở lại. Họ cũng trở lại. Và khi họ trở lại là họ cố gắng lắm. Biết vì sao? Vì thời gian họ đi, những Đức lên 2 phần. Thì khi họ đến, những Đức lại lên tới 3 phần. Đó. Cái đó đó nên người ta thấy hay, cái pháp này hay, nên người ta chú tâm để người ta tu. Nên ai người ta không đến cứ kệ người ta. Quý vị cứ gầy giật. Người ta đi vòng giết người ta mỏi chân, cuối cùng người ta cũng dừng chân. Quá tự tại rồi đúng không? Nên mình làm trưởng đoàn cũng vậy. Chị em nào người ta không thích ở đây thì thôi. Người ta muốn nghe ai người ta nghe, người ta muốn đi đâu người ta đi, kệ người ta. Đừng có bực, đừng có tức. Bực tức làm chi cho nó mệt. Thấy không? Vì cứ gầy dựng quý vị đi. Vì tu làm sao mà bị an lạc, bị vui và bị đẹp lên. Chứ đừng có càng tu nó càng xấu. Đúng không? Càng tu càng xấu, nói người ta khó nghe lắm quý vị. Cái quan trọng nghe, mình là người phụ nữ cỡ nào cỡ chứ đừng có quá ốp. Vì mình ăn chay mà mình ốm quá người ta không có chịu ăn chay theo. 100% quý vị ơi, người ta nói mình thiếu chất dinh dưỡng. Hiểu không? Nó nên cỡ nào cỡ mình phải có da, có thịt, có mỡ. Đó, vậy quý vị phiên người ta tu dễ dữ lắm. Chứ vị tu giết mà nhìn quý vị héo queo mặt như con mèo thì thua. Hiểu không? Hãy nhận thức. Vậy thì quý vị muốn cho con người mình vui vẻ, tươi tắn thì sao? Quý vị phải có một cái pháp tu mà nó không cần suy nghĩ. Không cần lo, không cần suy nghĩ. Quý vị biết rằng khi mà đọc cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Quý vị biết rằng đúng là các ngài là bậc phi phàm. Các ngài đã đạt đến cái cảnh giới mà gọi là không còn lỗi lầm gì nữa hết chứ. Không còn cái lỗi lầm gì nữa hết chứ quý vị ơi. Tại vì các ngài tán thán tịnh độ đến cái mức mà hạng căn tính nào niệm Phật cũng thành tựu vãng sanh. Đúng không? Động đến một cái là hưng khởi cái tâm niệm Phật giảng sanh liền. Nhưng quý vị biết, bị gặp một người giảng tịnh độ mà tính nguyện niệm Phật, quý vị mới thích niệm Phật. Cái người mà giảng tịnh độ mà không phải tính nguyện niệm Phật giảng, quý vị tự nhiên không muốn niệm Phật nữa. Lạ như vậy. Phải là tính nguyện niệm Phật, nó mà hừng hực cái tâm. Những Đức nói mà lo đài mà hay thì những Đức giảng bị bay lên lóc nhà luôn. Thiệt luôn á, giỡn đâu. Nó tới những cái lúc này là cái lúc mà gọi là cái lúc mà gọi là cao trào quý vị. Hiểu không? Nhưng mà bây giờ nhắn lên không nổi. Lên không nổi, họ chịu thua. Bởi vì cái gì? Cái gì mà lên không được thì thôi đừng có cố gắng. Cố gắng chút ho chết mồ luôn. Tại vì cái cổ nó đau sẵn rồi. Bây giờ mà cố gắng thì nó ho chứ sao bây giờ. Thấy không? À, nói vậy đó mà nó cũng vợ vợ ngương đó. Làm cho mấy bà tỉnh ngủ đó thấy chưa. À, vậy chứ ngồi ở dưới có những cái suy nghĩ rồi đó nghe. À, ngộ lắm. Nên cái người mà chia sẻ tịnh độ, quý vị biết rằng nó phương tiện thiện xảo.
chúng ta là phải kích làm sao mà chúng phàm phu thì phàm phu mới nghe được. Nên tại sao mà tuần nào cũng phải đến? Bây giờ quý vị coi, ở ngoài đời không ai thọt ép mà cười được, mà cả chồng lỡ thọt ép mà cũng sân si, mà lợi những đức khỏi cần thọt ép. Những đức chỉ cần nói thôi, kích động tận nội tâm tự nhiên cười. Đó, không có công nhận cái pháp môn tịnh độ nó hay thiệt. Thì biết rằng cái thờ mà những đức biết một vị thầy, đúng là cái thờ tín nguyện của thầy giảng pháp cũng cực kỳ hay luôn. Thì biết nghe trong lòng những đức, cái thờ đó trong lòng những đức học với vị thầy đó, những đức nói vậy nè: cái môn giảng này đặc biệt, môn giảng này hay. Giảng sao mà ngồi giảng mà hừng hực người ta nghe, mà người nào người nấy mà ngồi mà trời ơi, cô nào cô nấy luôn, giống như nghe thôi đó mà nó cảm thấy áp phê. Không phải chuyện giỡn đâu quý vị, giảng gì đâu mà hay, công nhận thiệt. Cái thời tín nguyện á, sau này không gầy dựng tín nguyện nữa, tức khắc giảng đi xuống liền, thấy chưa? Ổn ghê không? Thật sự mà nói, nếu mà gầy dựng tín nguyện như vậy, cứ như vậy nghe, thì đức nói cái vị đó gọi là vang danh thiên hạ. Cái vị đó quá giỏi, quá thông minh quý vị. Giỏi và thông minh, nếu về hình tướng nè, rồi có điều kiện nè, thông minh nè, rồi được đi chỗ này chỗ kia, hiểu biết nhiều nè, cái thế mạnh quá, hiểu không quý vị? Nhưng mà chỉ có là nó dạt tín nguyện qua bên cái là tức khắc môn giảng bị đi xuống lại. Nhưng mà bây giờ những đức đi lên, quý vị cũng mừng rồi, đúng không? Đó, nên những đức nói tín nguyện nó cực kỳ quan trọng. Khi bị tín nguyện niệm Phật mà nó mạnh rồi đó, thì quý vị không có sợ chết, không sợ bị bỏ rơi, không sợ mất cái gì hết. Quý vị bị sợ chỉ có đúng một cái chỗ là tín nguyện quý vị quá yếu, cực kỳ yếu, hiểu chưa? Tại vì trong cuộc đời này quý vị cứ nghĩ đi, có ai trong chúng ta mà giữ được những cái ở cõi đời này?